Xin chào tất cả các em. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài bệnh uốn ván. Thì mục tiêu của bài bệnh uốn ván này gồm có 6 phần như trên. Thứ nhất là khai thác các yếu tố dịch tễ cần cho chẩn đoán. Thứ hai là hiểu được cơ chế sinh lý bệnh. Thứ ba là mô tả và thăm khám các biểu hiện lâm sàng của bệnh. Thứ tư là phân độ nặng của bệnh. Thứ năm, trình bày và giải thích các biện pháp điều trị. Thứ sáu, nêu được các biện pháp phòng bệnh. Thì bệnh uốn ván là một cái bệnh nhiễm trùng nhiễm độc do Clostridium tetani gây ra. Vi khuẩn này sẽ tiết ra tetanospasmin, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gây cứng cơ vân và gây co giật toàn thân. Nhưng bệnh này được mô tả lần đầu tiên từ những năm trước công nguyên bởi Hippocrates, nhưng tới năm 1884 thì Arthur Nicolaier mới phân lập được cái độc tố vi khuẩn. Do đó, Clostridium tetani còn được gọi là vi khuẩn giống Nicolaier. Và năm 1897 thì Nocard đã tìm ra được SAT. Năm 1924, Descombe phát minh ra được TT hay là VAT là vaccine phòng ngừa bệnh uốn ván. Tỷ lệ mắc bệnh uốn ván hàng năm ở Việt Nam là 1,87 trên 100.000 dân với tỷ lệ tử vong dưới 5%. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh thì mỗi năm chúng tôi nhận đến 200 đến 300 ca uốn ván, nam giới chiếm 61,5%. Uốn ván sơ sinh thì dưới 10 ca một năm nhưng mà tử vong còn rất cao, tính 20 đến 60%. Và chi phí điều trị bệnh uốn ván thì còn rất là cao, khoảng 40 đến 50 triệu một đợt nếu không có biến chứng và lên tới 100 đến 200 triệu một đợt nếu bội nhiễm, thở máy và nhiều biến chứng. Tác nhân gây bệnh của bệnh uốn ván đó là Clostridium tetani. Thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là một cái trực khuẩn gram dương và có một cái đầu phình ra giống như cái dùi trống. Thì đây là cái hình dưới kính hiển vi quang học. Chúng ta sẽ nhìn thấy được đây một đầu cũng phình ra. Clostridium thì nó sẽ tồn tại rất là nhiều trong đất, trong nước, trong bụi nha. Nói chung là tồn tại rất là nhiều nơi chung quanh chúng ta. Thì Clostridium tetani sẽ tiết ra độc tố. Có hai loại độc tố. Thứ nhất là tetanolysin và thứ hai là tetanospasmin. Thì tetanolysin thì cái mục tiêu của nó trên bài học chúng ta thì không có đặt quan trọng. Chủ yếu chúng ta tập trung vào tetanospasmin. Thì tetanospasmin nó sẽ có hai chuỗi, một chuỗi nhẹ và một chuỗi nặng. Chuỗi nhẹ thì đó là cái chuỗi quan trọng để giúp lên gắn kết tế bào thần kinh và nó sẽ gây ra cái biểu hiện của bệnh uốn ván. Về dịch tễ thì độ tuổi thường trong độ tuổi hoạt động là từ 5 đến 40 tuổi. Có một số trường hợp gặp ở trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai, giới thì gặp ở nam nhiều hơn nữ, nghề nghiệp gặp ở lao động tay chân và nông nghiệp, gặp ở nông thôn nhiều hơn ở thành thị và chủ yếu gặp những đối tượng không chích ngừa hoặc chích ngừa không đầy đủ, miễn dịch mắc phải không bảo vệ được. Môi trường xã hội, vệ sinh kém, sinh đẻ không vô trùng. Nếu mà phân bố theo nghề nghiệp, theo thống kê của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh thì nông dân thì chiếm khoảng gần 30% và người già chiếm hơn 20% với những cái ca uốn ván nhập viện điều trị. Về ngõ vào thì chủ yếu là những cái vết thương da niêm bẩn, dập nát và có dị vật. Những vết thương này có thể là vết thương tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt, những vết bỏng, vết xăm mình, cắt rốn bằng các dụng cụ bẩn, chàm, loét da, ung thư da hoặc là lỗ giò, viêm xương. Cũng có thể những cái vết thương như là những phẫu thuật phá thai, đỡ đẻ không vô trùng. Tuy nhiên chúng ta cần phải chú ý trên lâm sàng có từ 15 đến 25% là không tìm thấy được vết thương ngõ vào. Chúng ta có thể nhìn thấy những hình ảnh, nó có thể những cái vết thương rất là nhỏ như là va quẹt, ha, rách da hoặc là những cái gai đâm, dầm đâm, ha, rất là nhỏ thôi mà vẫn là một cái vết thương ngõ vào của bệnh uốn ván. Về vị trí ngõ vào thì tập trung chủ yếu là hơn 50% là ở chi dưới và nhắc lại là có khoảng 25% là không có rõ vết thương ngõ vào ở đâu. Loại vết thương ngõ vào thì chiếm gần 2/3, đó là vết thương phần mềm. Về sinh bệnh học thì để có cái bệnh uốn ván thì cần phải có 3 yếu tố. Thứ nhất là bào tử hoặc trực khuẩn uốn ván sẽ xâm nhập được vào vết thương. Và thứ hai thì trực khuẩn uốn ván này phải tiết ra được độc tố tetanospasmin. Và bệnh nhân sẽ không có hoặc là có miễn dịch yếu thì lúc này sẽ gây ra được bệnh uốn ván. Thì tetanospasmin sẽ đi theo máu, bạch huyết, hệ thần kinh đến đầu tận cùng của thần kinh ức chế. Tại đây nó sẽ tiêu hủy cái naptoberin và nó làm GABA giảm. Và cái hậu quả của sự giảm GABA này nó sẽ gây ra sự mất vai trò ức chế co cơ và dẫn đến sự tăng trương lực cơ, gây ra cái triệu chứng lâm sàng chúng ta sẽ thấy là co cứng cơ. Và cái thứ hai nó sẽ gây ra co thắt các cơ đồng vận và đối vận. Về lâm sàng bệnh nhân sẽ có co giật và co thắt. Về lâm sàng thì các giai đoạn bệnh uốn ván chúng ta cần phải nhớ. Thứ nhất là giai đoạn ủ bệnh,
tính từ lúc bệnh nhân bị vết thương cho đến khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên, đó là triệu chứng cứng hàm. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn khởi phát, tính từ lúc bắt đầu xuất hiện cứng hàm cho đến có cơn co giật và hoặc cái cơn co thắt hầu họng thanh quản. Thì giai đoạn này càng ngắn, bệnh càng nặng, và giai đoạn này quan trọng hơn cái giai đoạn ủ bệnh vì nó chính xác hơn. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn toàn phát. Thì giai đoạn toàn phát này kéo dài khoảng 10 đến 14 ngày và nó xuất hiện bệnh cảnh lâm sàng đầy đủ của bệnh ung ván. Và sau 3 đến 4 tuần bệnh ung ván thì bệnh nhân sẽ chuyển qua giai đoạn hồi phục. Tuy nhiên có một số trường hợp thì bệnh nhân sẽ cứng cơ kéo dài rất là lâu, thêm nhiều tuần nữa mới hồi phục lại được. Một số cái bệnh uống ván thường gặp thì nó có các thể như là uống ván toàn thể, uống ván sơ sinh, uống ván thể đầu, uống ván cục bộ và uống ván nội tạng. Uống ván toàn thể là cái uống ván thường gặp nhất. Và đây là một cái bệnh chẩn đoán chủ yếu bằng lâm sàng, và những cái lâm sàng này khá là điển hình. Thì xin giới thiệu với các anh chị, các em. Thứ nhất là chúng ta sẽ biết cái bài hát Bốn chữ lắm. Bài này cũng khá là nổi tiếng. Tuy nhiên thì đối với bệnh uống ván chúng ta sẽ học cái gọi là ba chữ co. Chữ co thứ nhất đó là co cứng cơ. Thì co cứng cơ nó sẽ theo một cái trình tự rất là đặc biệt. Đầu tiên nó sẽ co thắt cơ nhai, hay bệnh nhân sẽ có triệu chứng là thích hàm. Và cái bẻ mặt bệnh nhân sẽ là bẻ mặt cười nhăn. Cổ thì cứng cổ, sau đó cứng tới lưng, thắt lưng và cứng tới cơ bụng, cơ chi dưới và cuối cùng là cứng cơ chi trên. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây là bẻ mặt của bệnh nhân nha. Đây là bẻ mặt uốn ván. Thì có triệu chứng cứng hàm. Thì lúc này cơ nhai của bệnh nhân sẽ co cứng và nổi rõ khi cử động. Nếu chúng ta dùng cây đè lưỡi cố mở rộng hàm thì hàm càng khích. Tuy nhiên cái động tác này thực tế không có được khuyến cáo là thực hiện trên lâm sàng vì nó gây một cái kích thích cho bệnh nhân. Và cứng hàm này thì không có cái điểm đau rõ rệt ở vùng hàm mặt. Và nếu chúng ta cố gắng nhai nuốt thì sẽ làm cái cơ mặt co lại. Và chúng ta xem kỹ, đây cũng là cái vẻ mặt uốn ván của bệnh nhân. Rồi triệu chứng cứng cơ của bệnh nhân thì sẽ co cứng cơ liên tục và nó gây đau. Và nếu co cứng cơ chi dưới sẽ gây duỗi, cứng cơ chi trên sẽ co. Thì đây là một cái bệnh nhân đang lên cơn co giật ở trong bệnh viện. Rồi thì trên cái video này chúng ta sẽ thấy được bệnh nhân này sẽ lên cơn co giật, nghĩa là cái co giật này nó sẽ phát sinh khi có một cái kích thích rất là nhẹ, nhưng chúng ta chỉ cần thăm khám nhẹ bệnh nhân thôi thì bệnh nhân cũng có kích thích co giật, hoặc là một cái kích thích tự nhiên, có nghĩa là bệnh nhân nằm không thôi bệnh nhân cũng có thể lên cơn co giật trong bệnh uống ván. Và cái tính chất co giật này nó sẽ mức độ nặng nhẹ và nhiều tùy thuộc theo từng bệnh nhân và tùy thuộc theo mức độ nặng. Triệu chứng co thứ ba đó là co thắt. Thì co thắt chia làm hai, thứ nhất là co thắt hầu họng và co thắt thanh quản. Thì co thắt hầu họng biểu hiện nó sẽ là khó nuốt, nuốt sặc hoặc là sặc đàm. Thì trong đây có cái hình đó là một cái hộp sữa có cái ống hút. Thì đây đó chính là một cái thăm khám của bệnh nhân khi có co thắt hầu họng trên lâm sàng. Chúng ta sẽ cho bệnh nhân uống sữa bằng ống hút. Nếu uống được thì bệnh nhân này sẽ không có co thắt hầu họng. Còn nếu mà không uống được hết hộp sữa có sặc, có co thắt gì đấy thì đây là cái co thắt hầu họng. Còn co thắt thanh quản thì chúng ta thấy đây là một cái biểu hiện của SpO2 tụt. Bệnh nhân sẽ tím tái, khó thở cũng như là ngưng thở trên lâm sàng. Và một số biểu hiện khác như là bệnh nhân sẽ bị rối loạn cái cơ năng như là khó nói, khó, khó nuốt, khó thở, khó đại tiểu tiện. Bệnh nhân uống ván thì hầu như rất là tỉnh táo và gần như là không hề có sốt. Xin lưu ý, ở người già thì cần phải quan tâm một số cái triệu chứng chỉ điểm bệnh uống ván, ví dụ như nghẹn, sặc, ứ đàm, thay đổi giọng nói. Về biến chứng, bệnh uống ván có rất là nhiều biến chứng. Về viêm phổi, suy thận, tim mạch, tăng huyết áp, nhiễm trùng huyết, xuất huyết tiêu hóa, gãy xương, hoặc là những cái biến chứng khác như di chứng thần kinh cơ, loét, thuyên tắc phổi, rối loạn nước điện giải và thiếu máu. Thời điểm xuất hiện các biến chứng thì biến chứng chúng ta sẽ thấy rất là nhiều. Trong bài tập trung nhất là biến chứng rối loạn thần kinh thực vật, xảy ra chủ yếu vào ngày 4 đến ngày 7 của bệnh, và tập trung sau cái 2 tuần đầu của bệnh thì hầu như không còn thấy xuất hiện rối loạn thần kinh thực vật nữa. Viêm phổi hoặc là siêu hấp thì xuất hiện trong vòng 2 tuần đầu của bệnh nha, nhưng mà sẽ chia đều vào những cái khoảng thời gian. Về suy tuần hoàn cũng xuất hiện trong khoảng tuần đầu đến 2 tuần đầu của bệnh. Về uống ván rốn thì đây là một em bé sơ sinh nha. Uống ván rốn xảy ra từ ngày thứ 3 sau khi sanh cho đến ngày thứ 28 thôi. Và thường cho chăm sóc rốn không vô trùng và mẹ không có miễn dịch. Lâm sàng thì bé sẽ bỏ bú, khóc nhỏ, bàn tay nắm chặt, chân co, sốt cao, giật nhiều, tím tái, rốn ướt và thường rụng sớm vào ngày thứ tư. Và tỷ lệ tử vong của những cái ca uống ván rốn rất là cao, lên tới 60-80%. Uống ván thể đầu thì đây là một cái uống ván thể đặc biệt, nó sẽ có cái vết thương. Này chúng ta sẽ thấy vết thương ở vùng đầu mặt và thời gian ủ bệnh thường là ngắn, và cái thể liệt là cái thể thường gặp.
Và bệnh nhân sẽ có co thắt hầu họng, khó nuốt và liệt các dây thần kinh nha. Chủ yếu liệt các dây như là dây 7, dây 3, dây 6, dây 4 và có thể tiến triển thành uốn ván toàn thể. Uốn ván cục bộ là có thể ít gặp, thường nhẹ, tự khỏi, cứng cơ khu trú tại vết thương ngõ vào là biểu hiện chính của uốn ván cục bộ. Thì nguyên nhân có thể do nhiễm dịch một phần hoặc là do chích ngừa không đủ đã làm cho cái sự bảo vệ nó không được đầy đủ. Nó chỉ bảo vệ được cái sự lan truyền của độc tố nhưng không đủ ở vị trí vết thương và có thể tiến triển thành uốn ván toàn thể. Uốn ván nội tạng là một cái thể uốn ván hiếm. Tuy nhiên, uốn ván nội tạng cũng có thể xảy ra ở những cái vết thương nội tạng như sảy thai, phá thai phạm pháp, phẫu thuật đại tràng nhưng mà nó không có vô trùng và thời gian ủ bệnh có thể lâu từ 2 đến 3 tuần nhưng tiến triển nhanh và tỷ lệ tử vong rất là cao. Ta sẽ đi qua phần phân độ bệnh. Thì phân độ bệnh uốn ván cũ sẽ chia là độ 1, độ 2, độ 3, tính theo thời gian ủ bệnh, thời gian khởi bệnh, số lượng co giật, co thắt và rối loạn thần kinh thực vật. Tuy nhiên cái phân độ này rất là khó áp dụng trên lâm sàng. Hiện nay người ta chuẩn theo phân độ bệnh uốn ván theo AMBLET, chia là độ 1 là độ nhẹ, độ 2 là độ trung bình, độ 3 là độ nặng và độ 4 là độ rất nặng. Thì sẽ chia dựa trên những cái triệu chứng như là cứng hàm, cứng cơ và sẽ ảnh hưởng hô hấp và ảnh hưởng đến những cái co giật, co thắt. Thì nếu như cứng ít thì sẽ là độ nhẹ, cứng vừa vừa ảnh hưởng nhịp thở ít thì độ trung bình. Nếu mà cứng hàm nhiều, cứng cơ nhiều, có cơn co thắt, co giật vân vân, ngưng thở thì này là độ 3 nặng. Thì nếu mà có rối loạn thần kinh thực vật thì và cộng với độ 3 thì sẽ xếp vào độ 4 là độ rất nặng. Để chẩn đoán một cái bệnh uốn ván thì nó khác như những bệnh truyền nhiễm khác thì chúng ta cần phải có những cái cận lâm sàng để hỗ trợ chẩn đoán. Còn bệnh uốn ván thì chủ yếu dựa vào thứ nhất là dịch tễ, thứ hai là bệnh sử và thứ ba là lâm sàng. Trong đó thì nhiều khi bác sĩ chỉ có triệu chứng lâm sàng để chẩn đoán bệnh uốn ván mà thôi. Thì chúng ta cần phải quan tâm một số cái chẩn đoán phân biệt. Nếu bệnh nhân chỉ có cứng hàm đơn thuần, chúng ta cần phải thăm khám kỹ những cái bệnh răng hàm mặt của bệnh nhân xem có hay không. Thứ nhất là tai biến răng khôn, viêm mủ amidan, viêm khớp thái dương hàm, viêm xương hàm do sâu răng, vân vân. Và mình phải khai thác cái bệnh nhân này có sử dụng những cái thuốc như là Loromazine hay Promethazine hay không. Tuy nhiên thì thực tế bệnh nhân Việt Nam chúng ta hầu như rất khó tiếp cận với những thuốc này. Và nếu do thuốc thì thường thường sẽ giảm khi ngưng thuốc. Và nếu mà bệnh nhân có cơn co giật thì chúng ta cần phải phân biệt với viêm màng não. Đó là một cái thể bệnh quan trọng, là một cái cấp cứu nội khoa mà nếu chúng ta không có đánh giá được. Những ngộ độc strychnine, những cái cơn hysteria, những cái cơn tetany. Và thường ở những cái thể này thì bệnh nhân sẽ có rối loạn ý thức, rối loạn tri giác ngay từ đầu, khác biệt rất là rõ ràng với những bệnh nhân uốn ván thì luôn luôn tỉnh táo. Và thường những cái cơn co giật của những cái viêm màng não hoặc ngộ độc strychnine thì co giật bắt đầu ở chi và cứng hàm thường là không có hoặc xuất hiện sau cùng. Đối với uốn ván sơ sinh thì chúng ta phải phân biệt với những cái bệnh lý sơ sinh nặng như nhiễm trùng huyết, xuất huyết màng não, viêm màng não mủ thì đa số những cái trường hợp này thì nó không có cứng hàm. Tuy nhiên thì đối với một em bé thì chúng ta để xác định không cứng hàm thật sự là rất là khó trên lâm sàng. Về điều trị, ta sẽ đi qua về nguyên tắc điều trị. Thứ nhất là phải trung hòa cái độc tố đang lưu hành ở trong máu. Thứ hai là xử trí cái vết thương và kháng sinh điều trị nguồn gốc nhiễm khuẩn. Thứ ba, sử dụng những cái thuốc an thần và thuốc giãn cơ để kiểm soát co giật và co thắt để giữ an toàn tính mạng cho bệnh nhân. Thứ tư là điều trị biến chứng, những cái biến chứng rối loạn thần kinh vật, thực vật, biến chứng nhiễm trùng. Và cuối cùng đó là phải có một cái hệ thống, một ekip chăm sóc, hỗ trợ, dinh dưỡng đầy đủ cho bệnh nhân. Xin giới thiệu cái phần kháng độc tố uốn ván. Thì nguyên tắc của nó đó chính là trung hòa những cái độc tố uốn ván đang lưu hành ở trong máu. Ở đây là những cái ống SAT. Ống SAT này nó là 1.500 đơn vị và ống là 1 ml. Thì SAT ở người lớn chúng ta sẽ phải tiêm là 21.000 đơn vị tiêm bắp. Thì tương đương với 14 ống SAT. Trẻ sơ sinh thì 1.000 đơn vị kg và tiêm bắp một liều duy nhất. Nên nhớ là phải test 75 đơn vị tiêm dưới da trước khi tiêm. Nếu test dương thì sẽ chích theo phương pháp Betraca. Và thời gian bán hủy của SAT này ngắn, khoảng 7 đến 10 ngày. Tuy nhiên nó có thể gây sốc phản vệ, bệnh huyết thanh do đây là một cái huyết thanh kháng độc tố uốn ván chiết xuất từ ngựa chứ không phải là từ người. Được một cái thì nó rất là rẻ. Rồi, nếu mà ở nước ngoài chúng ta sẽ sử dụng là HTIG thì cái liều là 150 đơn vị trên ký thì tổng ra là khoảng 3.000 đến 10.000 đơn vị tiêm bắp một liều duy nhất. HTIG này thì nó là huyết thanh chiết xuất từ người cho nên cái độ an toàn nó cao.
Tuy nhiên giá thành thì cũng cao luôn. Và hầu như là ở Việt Nam thì những thành phố lớn như là Hồ Chí Minh, Hà Nội thì mới có được HTIG, nhưng mà sử dụng của nó cũng còn rất là hạn chế. Và một cái phần rất là quan trọng trong điều trị uốn ván đó là xử trí vết thương. Chúng ta thấy một cái vết thương nhỏ như thế này, nếu mà cũng còn dị vật, còn nhiễm trùng, còn bẩn thì chắc chắn bệnh uốn ván nó sẽ không có thể nào mà nó hồi phục được. Và xử trí vết thương chúng ta cần phải cắt lọc, lấy hết tất cả các dị vật và phải để hở, đặc biệt trong những cái trường hợp mà gãy xương hở và mai kỹ quá mà không có tiêm ngừa uốn ván thì coi chừng sẽ bị uốn ván. Chúng ta phải mở một cái cửa sổ xương ra. Nếu mà dị vật nhiều nằm sâu thì cũng cần phải tránh cố gắng lấy ra hết trong một lần mà xử trí vết thương, thì chúng ta sẽ gây ra cái kích thích cho bệnh nhân rất là dữ dội, bệnh nhân sẽ nguy hiểm tính mạng nha. Và nên nhớ, và chúng ta sẽ thám sát cắt lọc sau khi tiêm SAT hoặc HTIG ít nhất là 1 giờ để cho bắt đầu nó có những thuốc ở trong máu, và nhớ phải sử dụng thuốc giảm đau an thần để tránh kích thích cho bệnh nhân lên cơn co giật và co thắt nguy hiểm đến tính mạng. Cái đó chúng ta sẽ sử dụng những kháng sinh để diệt cái vi trùng uốn ván. Thì diệt vi trùng uốn ván này tập trung là diệt ở tại vết thương là chính, chứ không phải là diệt vi trùng uốn ván ở trong máu nha các em. Thì kháng sinh sẽ lựa chọn đầu tay thì hiện tại đó chính là metronidazole nha. Thì nó an toàn, dễ sử dụng, và trẻ em là 30mg kg trên ngày chia làm 3 lần, người lớn là 500mg uống một lần trên ngày và uống 3 lần. Thời gian dùng là khoảng 7 đến 10 ngày. Kháng sinh khác chúng ta có thể sử dụng đó là penicillin, liều là 100.000 đến 200.000 đơn vị trên ngày chia làm 4 lần. Phải tiêm mạch chậm và phải test trước khi dùng, dùng đến 10 đến 14 ngày. Và penicillin này nó có cái khó chịu là có thể gây dị ứng, co giật, cho nên thực tế trên lâm sàng thì ít sử dụng hơn metronidazole rất là nhiều. Một số kháng sinh khác có thể thay thế nếu chúng ta không có những hai cái loại kháng sinh trên, ví dụ như là erythromycin, tetracycline, vân vân. Một cái thuốc rất là quan trọng, rất là cần thiết cho bệnh nhân uốn ván đó là thuốc an thần, giãn cơ và chống co giật. Thì cái nhóm thuốc benzodiazepine này là cái nhóm thuốc rất là thường được sử dụng, và diazepam và midazolam là hai thuốc thường sử dụng nhất trên lâm sàng. Chúng ta sẽ có diazepam, nó sẽ cắt cơn co giật của bệnh nhân ở cái liều là 0,1 đến 0,3mg trên kg, hoặc là tim mạch chậm mỗi 2 đến 4 giờ. Tối đa chúng ta nên nhớ đó là 10mg trên một liều. Và những cái bất lợi của diazepam, nó sẽ gây ra viêm tĩnh mạch, nó sẽ thải trừ chậm ở người già. Và nếu chúng ta sử dụng liều uống thì nên nhớ nó phải gấp đôi liều tim mạch, nghĩa là khoảng 1 đến 5mg trên ký trên một ngày. Và midazolam cũng thuộc nhóm benzodiazepine, nhưng nó có thể truyền tĩnh mạch được với cái liều là 0,05 đến 0,2mg trên ký trên giờ, và khoảng tương đương đến 5 đến 10mg trên giờ. Tuy nhiên midazolam thì mắc tiền hơn diazepam, và bệnh nhân uốn ván của chúng ta thì phải điều trị rất là nhiều ngày, ít nhất cũng phải 3-4 tuần thì mới chuyển qua giai đoạn hồi phục. Cho nên điều kiện kinh tế cũng rất là quan trọng. Và tất nhiên thì chúng ta có phải điều chỉnh cái liều thuốc an thần này theo từng cái giai đoạn bệnh, hoặc là tùy theo cái thể bệnh nặng hay là nhẹ. Nếu bệnh mà giai đoạn toàn phát nặng thì cái liều diazepam ví dụ như chúng ta có thể sử dụng là 2 giờ một liều, hoặc midazolam chúng ta có thể tăng lên là 10mg giờ hoặc 8mg giờ. Còn nếu mà bệnh nhân này nhẹ, giai đoạn bệnh bắt đầu chuyển gần qua giai đoạn hồi phục rồi, ổn định rồi, chúng ta có thể giảm liều diazepam, có thể tiêm mỗi 4 giờ, hoặc là midazolam chúng ta có thể giảm xuống 3mg mỗi giờ thôi. Nhóm thuốc quan trọng thứ hai trong cái nhóm an thần, giãn cơ, chống co giật này đó là nhóm ức chế điểm nối thần kinh cơ, hay trên lâm sàng thường gọi là thuốc giãn cơ. Thì chúng tôi thường sử dụng nhất là bipecoronium, hay là tên biệt dược đó là Adduan. Thì đây là một cái thuốc điều trị trong những cái trường hợp uốn ván nặng, co giật không kiểm soát được bằng thuốc an thần, hoặc là co giật có nguy cơ gây suy hô hấp. Tuy nhiên thuốc này là thuốc giãn cơ, cho nên nó sẽ gây giãn hết tất cả cơ, kể cả cơ hô hấp. Và khi chúng ta sử dụng Adduan thì bệnh nhân sẽ không thở được. Cho nên một cái điều rất là lưu ý, cần phải nên sử dụng ở những cái nơi mở khí quản được và có máy thở, có theo dõi được khí máu động mạch. Liều dùng là 0,02 đến 0,08mg trên kg trên giờ và truyền tĩnh mạch liên tục. Một số cái biến chứng quan trọng đối với uốn ván thì tôi cũng xin được trình bày luôn. Thứ nhất đó là biến chứng siêu hấp. Thì chúng ta cần phải cân nhắc mở khí quản và thở máy cho bệnh nhân. Thì đây là cái hình bệnh nhân đang được mở khí quản và gắn vào cái đường để mà thở máy. Thì chỉ định mở khí quản, thứ nhất là co thắt hầu họng thanh quản, thứ hai là có cơn ngưng thở, thứ ba là ứ động đàm nhớt gây suy hô hấp,
Thứ tư là co giật khó kiểm soát dù đã dùng thuốc an thần liều cao. Và thứ năm là có chỉ định sử dụng thuốc giãn cơ. Về điều trị, biến chứng thứ hai là một cái biến chứng cũng khá là thường gặp, đó là rối loạn thần kinh thực vật. Thì bệnh nhân sẽ có những cái biểu hiện chính, thứ nhất là rối loạn thân nhiệt. Thì bệnh nhân đa số là sốt rất là cao, chúng ta cần phải lau mát hạ sốt. Một số ít trường hợp thì sẽ bị hạ thân nhiệt, nhiều khi chúng ta phải sưởi ấm bệnh nhân lên. Bệnh nhân thường có những cái biểu hiện rối loạn về mạch huyết áp, ví dụ như là mạch huyết áp dao động rất là cao lên, mạch tăng có thể dao động từ 150, 180 lần một phút, huyết áp có thể lên huyết áp tâm thu lên hơn 200, hơn 250 mmHg thủy ngân. Thì có một cái thuốc được đưa ra để sử dụng trong rối loạn thần kinh thực vật, đó là magie sulfate. Thì magie sulfate thì thường chúng ta thấy sử dụng trong những cái trường hợp về bên sản phụ khoa, bên sản giật, tiền sản giật nhiều hơn. Nhưng magie sulfate thì nó sẽ hoạt động như một cái chất đối kháng calcium ở tế bào và nó sẽ gây giãn cơ, gây giãn mạch, ức chế phóng thích catecholamine và giảm nhạy cảm với chất này. Và nó cũng sẽ có một số cái hỗ trợ thêm về cái chuyện là giảm co giật cho bệnh nhân. Thì cái nồng độ huyết thanh hiệu quả là từ 2 đến 4 mmol lít. Và nên nhớ thì khi sử dụng magie sulfate này nó sẽ giãn cơ, giãn mạch, nó sẽ làm giảm huyết áp của bệnh nhân. Thì mình sẽ sử dụng cho những cái trường hợp rối loạn mạch huyết áp và theo cái dạng cao là chính nha, chứ không có sử dụng khi mà rối loạn mạch huyết áp ở cái dạng thấp. Một số điểm lưu ý thì bệnh nhân uống ván hầu như là không có sốt. Nếu mà bệnh nhân uống ván có sốt thì chúng ta cần phải tìm thêm những cái dấu nhiễm trùng hoặc những cái ổ nhiễm trùng khác, ví dụ như nhiễm trùng vết thương, viêm phổi, nhiễm trùng tiểu gì đi kèm. Và có thể bệnh nhân có rối loạn kinh vật nó cũng sẽ gây sốt, rối loạn nước điện giải và tai biến SAT, tai biến sử dụng thuốc penicillin cũng có thể gây sốt cho bệnh nhân. Về co giật thì co giật của bệnh nhân uống ván là có thể do kích thích hoặc là do tự nhiên, cho nên chúng ta phải tránh những cái thăm khám nặng mạnh hoặc là những cái kích thích bởi những cái tiếng động lớn ồn ào, hoặc là bệnh nhân bị táo bón lâm sàng thì nhiều khi cũng có thể gây co giật nhiều. Và một cái rất là quan trọng cần phải chú ý đó là dị vật ở trong vết thương, nếu mà chúng ta chưa có xử trí và triệt để thì có thể là bệnh nhân uống ván tới tuần thứ 3, tuần thứ 4 rồi mà vẫn còn co giật rất là nhiều. Và nên nhớ chú ý, chúng ta cần phải chăm sóc bệnh nhân về những cái thiếu nước điện giải, về tắc nghẽn hô hấp, tắc đàm, tắc canuin như đó. Đó là những cái biểu hiện đi kèm chúng ta cần phải chăm sóc để tránh bệnh nhân co giật kéo dài. Và vấn đề về chăm sóc điều dưỡng thì cần một cái ekip chăm sóc rất là quan trọng, rất là chuyên nghiệp. Thì phòng bệnh thì chắc chắn là phải một cái phòng yên tĩnh, ánh sáng dịu. Chế độ dinh dưỡng ở người lớn là 70 kcal trên kg trên ngày. Trẻ em thì cần số lượng kcal nhiều hơn là 80-90 kg trên ngày. Sơ sinh là 100 kcal trên kg một ngày. Và nên nhớ phải cân bằng nước điện giải cho bệnh nhân. Và phải chăm sóc vệ sinh cá nhân, chăm sóc vết thương, chăm sóc cái vết mở khí quản, hút đàm, vệ sinh mắt, mũi, miệng. Khi bệnh nhân bớt co giật thì phải xoay trở, vỗ lưng nha. Cho nên cần một cái đội ngũ ekip điều dưỡng chăm sóc rất là tốn thời gian, rất là mất công ha, để cho bệnh nhân uống ván. Và khi nào bệnh nhân được xuất viện thì khi mà bệnh nhân không cần sử dụng thuốc an thần nữa, hết cứng cơ, hàm có thể há rộng, có thể tự ngồi đi lại và vận động được các cơ dễ dàng, bệnh nhân hết co giật và co thắt, bệnh nhân có thể ăn được cái cơm mềm được, nuốt không sặc, không khó thở thì bệnh nhân cũng có thể được xuất viện. Và uống ván thì hầu như đa số những bệnh nhân nào mà nếu được cải thiện tốt, hồi phục tốt thì có thể là không để lại những cái di chứng gì nhiều về sau. Và vì chúng ta thấy nên điều trị và chăm sóc rất là tốn rất là nhiều thời gian và rất là tốn kém chi phí, cho nên vấn đề phòng ngừa là một cái vấn đề rất là quan trọng cần phải được đặt ra. Thì phòng ngừa uống ván chúng ta nên nhớ có 3 mũi VAT là vaccine ngừa uống ván. Thì cái mũi thứ nhất chúng ta sẽ tiêm cho bệnh nhân là 40 đơn vị trước khi xuất viện. Mũi thứ hai chúng ta sẽ tiêm 1 tháng sau. Và mũi thứ ba là từ 6 đến 12 tháng sau mũi thứ nhất. Có nghĩa là các phác đồ chúng ta là 0, 1 và 7. Và sau đó chúng ta sẽ tiêm nhắc lại mỗi 5 đến 10 năm. Chúng ta cần phải phòng ngừa uống ván sơ sinh, quản lý thai sản tốt, tránh đẻ rơi, phải thủ thuật sản khoa, chăm sóc rốn vô trùng, phải tiêm VAT cho mẹ khi mang thai và tiêm vaccine cho em bé theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Và phần cuối cùng đó là phần phòng ngừa sau khi bị vết thương. Thì đây là một cái phần mà chúng ta ít có quan tâm nhiều nhất đối với những bệnh nhân. Thì đối với phần này tôi xin chia ra là tùy theo cái tình hình tiêm vaccine uống ván trước đây, là đã tiêm vaccine uống ván đầy đủ, tiêm vaccine uống ván chưa đầy đủ, hoặc là chưa tiêm vaccine uống ván, hoặc là chúng ta không có nhớ được, là cái thời điểm tiêm uống ván lúc nào, thì xem như là xếp vào cái nhóm là chưa tiêm vaccine uống ván.
Và nếu mà vết thương nhẹ nha, vết thương nhẹ thì nếu mà đã tiêm vaccine đầy đủ, chúng ta thấy là nếu mới tiêm nhắc trong vòng 5 năm đổ lại đây thì vết thương nhẹ hay vết thương lớn, vết thương bẩn nội tạng đều không cần tiêm BAT. Nếu mà tiêm nhắc trong vòng 5 đến 10 năm thì vết thương nhẹ không cần tiêm BAT, còn vết thương lớn, bẩn, vết thương nội tạng thì tiêm một liều BAT. Nếu mà tiêm nhắc quá lâu, nghĩa là hơn 10 năm rồi thì sẽ tiêm một liều BAT. Còn nếu mà tiêm vết thương lớn, bẩn nội tạng thì chúng ta sẽ phải tiêm một liều BAT và SAT liều là 1.500 đến 3.000 đơn vị. Đối với trường hợp bệnh nhân tiêm vaccine chưa đầy đủ hoặc chưa tiêm nhắc lại thì vết thương nhẹ chúng ta sẽ tiêm một cái mũi BAT nhắc lại. Nếu mà vết thương lớn, bẩn, vết thương nội tạng sẽ tiêm một liều BAT và tiêm SAT 1.500 đến 3.000 đơn vị. Bệnh nhân trước đây chưa từng tiêm uốn ván hoặc là quá lâu rồi, hơn 10 năm, 20 năm gì đấy ha, chúng ta không biết gì cả về cái tình hình tiêm vaccine uốn ván, thì đây là trường hợp thường gặp ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt là những người lớn tuổi. Thì nếu vết thương nhẹ thì tốt nhất ta nên đi tiêm BAT và SAT luôn nha. Và BAT này phải tiêm 3 liều, SAT là 1.500 đến 3.000 đơn vị. Thì kết luận thì bệnh uốn ván là một cái bệnh nhiễm trùng nhiễm độc nha, nó vẫn còn gặp khá là nhiều ở Việt Nam chúng ta, và đây là một cái bệnh có thể phòng ngừa được, cho nên chúng ta cần phải nhớ đến câu phòng bệnh hơn là chữa bệnh và tập trung đi tiêm ngừa trước khi để ra bệnh uốn ván xảy ra. Và cảm ơn đã theo dõi, mà mọi feedback xin gửi lại email trần đăng khoa@umb.edu.vn. Cảm ơn.